Hôm nay là Toàn muốn giới thiệu đến anh chị em mình một miếng đất ngay chợ Hiếu Phụng luôn nghe, thuộc huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long mình. Tổng diện tích đất là 76,5m, đất thổ cư hết luôn nghe, ngang trước ngang sau đều là 4,5m, hai cạnh dài của đất là 17m. Bán hết đất với giá 1 tỷ 900 triệu.